Tướng Nga Sorovikin bất ngờ hồi sinh sau cú ngã ngựa vì quân đánh thuê Wagner. Tướng Sergei Sorovikin, cựu chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ Nga VKS, người vừa bị Tổng thống Putin sa thải vì mối quan hệ với nhóm lính đánh thuê Wagner mới đây, bất ngờ được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Điều phối phòng không thuộc Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng của cộng đồng các quốc gia độc lập. Báo Prada của Ukraine ngày 12 tháng 9 đưa tin, truyền thông Nga cho biết Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng của Cộng đồng các quốc gia độc lập, viết tắt tiếng Anh là CIS, đã nhất trí bỏ phiếu bổ nhiệm tướng Sorovikin làm người đứng đầu Ủy ban phòng không. Kể từ bây giờ, tướng Sorovikin sẽ chịu trách nhiệm giám sát và vận hành hệ thống phòng không thống nhất của các quốc gia thành viên CIS. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ đánh giá. Các cơ quan truyền thông lớn ở Nga và được Điện Kremlin hậu thuẫn đã không đưa tin về việc tướng Sorovikin vừa được bổ nhiệm chức vụ mới. Các cơ quan truyền thông này đã hoàn toàn không đề cập đến tướng Sorovikin sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cách chức ông khỏi chức vụ chỉ huy VKS vào ngày 23 tháng 8. Ông Sorovikin nắm quyền chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào ngày 31 tháng 10 năm 2017. Từ tháng 10 năm 2022 cho đến tháng 1 năm 2023, Ông được bổ nhiệm trước chỉ huy lực lượng quân sự Nga chiến đấu ở Ukraine. Từ ngày 11 tháng 1, ông giữ chức phó chỉ huy. Trong cuộc binh biến Wagner PMC vào ngày 23-24 tháng 6, ông Sorovikin đã quay một video gửi đến lính đánh thuê Wagner, kêu gọi họ ngừng tiến về Moscow và quay trở lại nơi triển khai, từ bỏ cuộc binh biến. Sau đó, ông Sorovikin không xuất hiện trước công chúng nữa. Vào ngày 13 tháng 7, The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết, Cơ quan mật vụ Nga đã bắt giữ ít nhất 12 sĩ quan quân đội cấp cao, bao gồm cả tướng Sergei Sorovikin, vì liên quan đến cuộc binh biến của ông trùm Wagner, Jevgeny Prigozhin. Ngoài ra, 15 sĩ quan cấp cao khác của Nga đã bị đình chỉ công tác hoặc sa thải. Vào ngày 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức tướng Sergei Sorovikin khỏi chức tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Các phương tiện truyền thông đưa tin, Ông Sorovikin đã bị cơ quan phản gián Nga bắt giữ vì liên quan đến cuộc binh biến do nhà tài phiệt Jevgeny Prigozhin lãnh đạo. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 9, có thông tin cho rằng tướng Sorovikin đã được thả ra vài ngày sau cái chết của ông Prigozhin trong một vụ tai nạn máy bay. Tin tiếp theo, NATO phát tín hiệu rắn với Nga, nguy cơ chiến tranh thế giới thực sự sắp nổ ra. Michael Malouf, cựu chuyên gia phân tích chính sách an ninh của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh vào đầu năm 2024, mang tên Steadfast Defender 24, người bảo vệ kiên định với sự tham gia của tất cả 31 quốc gia NATO và Thụy Điển được cho là để thực hành đẩy lùi cuộc tấn công của Nga nhằm vào các đồng minh. Dự kiến sẽ có sự tham gia của 41.000 binh sĩ, 50 tàu chiến và thực hiện khoảng 500-700 nhiệm vụ không chiến. Đây là cuộc tập trận đầu tiên thuộc loại này kể từ 2021, với liên minh trước đây chủ yếu tránh các cuộc tập trận quy mô lớn ở khu vực lân cận trực tiếp của Nga trong bối cảnh lo ngại về phản ứng có thể xảy ra của Moscow, trong bối cảnh tình báo nước ngoài của Nga nhiều lần cảnh báo rằng một số nước NATO có thể đang chuẩn bị biến cuộc xung đột ủy nhiệm ở Ukraine thành một cuộc chiến nảy lửa trực tiếp với Nga. Ông Maluk lưu ý, Thực tế là phần lớn kho vũ khí của NATO đã cạn kiệt với Ukraine, với việc châu Âu và Hoa Kỳ mỗi nước sắp cạn kiệt vũ khí và đạn dược sau khi gửi gần 100 tỷ đô vũ khí hỗ trợ cho Kiev trong 18 tháng qua. Trên thực tế, nếu xảy ra chiến tranh, Nga chắc chắn điều động các tàu và máy bay khác cũng như những gì họ có trong vùng biển quốc tế và có lẽ ngoài khơi Mỹ ở Đại Tây Dương để đối phó. Chuyên gia không tin rằng lệnh minh này thực sự sẵn sàng cho một cuộc đối đầu và một cuộc chiến trực diện thực sự với Nga với bất kỳ xung đột nào chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất to lớn. Ông Maluk nhấn mạnh, Nga chắc chắn sẽ sử dụng tên lửa siêu thanh, tên lửa siêu thanh của mình chỉ mất vài phút để đến các thành phố châu Âu với rất ít thời gian cảnh báo. Mặt khác, nếu Nga bị khối phương Tây tấn công trực tiếp trên thực địa, ông Maluk dự đoán rằng vũ khí hạt nhân sẽ bắt đầu hoạt động rất nhanh dựa trên những cảnh báo được nêu trong học thuyết hạt nhân của Nga về phản ứng tiềm tàng của Moscow đối với các cuộc tấn công thông thường mạnh mẽ đe dọa sự tồn tại của thế giới. Các nhà quan sát nhấn mạnh điều cuối cùng mà châu Âu cần là một cuộc chiến chống lại Nga đồng thời chỉ ra rằng ngay cả cuộc chiến ủy nhiệm ở ukraine trong đó các nước phương tây không đổ máu cũng đã trở thành một thảm họa thực sự đối với các đồng minh ở nước ngoài của washington khiến nền kinh tế của họ tụt dốc và giảm sức sống ít nhất một thập kỷ kho vũ khí của họ không tăng các ngành công nghiệp đi xuống và ngay cả khi họ muốn đưa ngành công nghiệp của mình đi vào hoạt động họ sẽ phải chuyển sang sản xuất trong thời chiến và điều đó sẽ được giả định rằng họ có đủ dầu khí Họ không làm vậy. Mùa đông năm nay sẽ là một thời điểm thực sự đáng chú ý đối với châu Âu về những gì họ có thể đạt được trên thực tế, chuyên gia Malouk tóm tắt. Maroc chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ Maroc đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong các đống đổ nát sau trận động đất khiến hơn 2.100 người thiệt mạng. Trận động đất 6,8 độ ngày 8 tháng 9 ở Maroc đã khiến ít nhất 2.122 người thiệt mạng, 2.421 người bị thương, hơn 300.000 người bị ảnh hưởng khi nhà cửa đổ sập, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Giới chức Maroc điều động quân đội đến các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người sống sót sau trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay ở quốc gia Bắc Phi này. Vua Maroc Mohammed VI đã ra lệnh thành lập Ủy ban Cứu trợ Thiên tài. Các đơn vị dân sự được triển khai để tăng dự trữ trong ngân hàng máu, và đảm bảo nguồn cung nước, thực phẩm, chăn lều cho người dân mất nhà cửa. Tuy nhiên, công tác cứu hộ cứu trợ gặp nhiều khó khăn khi phần lớn thương vong xảy ra ở các tỉnh An Hô Út, Tàu -đăng và khu vực tâm trấn dãy núi Atlas. Đây là các khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận do các tuyến đường bị hư hại hoặc đất đá vùi lấp. Tại các ngôi làng dưới chân dãy Atlas, tâm trấn trận động đất, nỗi tuyệt vọng bao trùm khung cảnh hoang tàn. Khu vực này ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất nơi nhà cửa đắp bằng đất bùn đổ sập, đá tảng chắn đường cứu hộ. Theo Bin McGuy, giáo sư Đại học London Anh, nhà cửa ở những khu vực ít xảy ra động đất thường không được xây dựng đủ chắc chắn. Ông nói, khi động đất mạnh xảy ra, rất nhiều nhà sụp đổ dẫn đến thương vong lớn. Quân đội và lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian bởi 72 giờ đầu tiên sau động đất được coi là giai đoạn vàng để tìm kiếm người sống sót. Tình trạng của những nạn nhân bị thương, mắc kẹt có thể xấu đi nhanh chóng sau khoảng thời gian này. Samia Erajoki, chuyên gia quản lý nhà nước Maroc tại Đại học Stanford của Mỹ, nói Tiếp cận các làng này vốn đã khó khăn, nay thêm vấn đề đường xá, sẽ phải có phép màu để lực lượng cứu trợ có mặt ngay lập tức. Nhiều quốc gia đã gửi viện trợ, đội cứu hộ đến hỗ trợ Maroc, trong đó có Tây Ban Nha, Qatar, Anh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Joe English, Phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF nhấn mạnh, hỗ trợ đoàn kết quốc tế là vô cùng quan trọng để giúp Maroc khắc phục hậu quả động đất. Hội chữ thập đỏ đang huy động các nguồn lực hỗ trợ, song cảnh báo quá trình khắc phục thiệt hại có thể kéo dài nhiều năm. Người dân trên toàn quốc cũng mô tả nỗi kinh hoàng khi không thể liên lạc được với thân nhân sống tại các làng dọc tâm chấn bởi mạng viễn thông không ổn định, một số nơi bị cắt đứt hoàn toàn. Nhiều làng mạc nằm trên sườn đồi đã bị san phẳng trong động đất. Suốt hai ngày, dân làng Asni ở dãy Atlas đã phải ở ngoài trời trong tình cảnh không có điện và nước. Tại làng Tafegate gần tâm trấn, gần như không có ngôi nhà nào đứng vững. Giới chức an táng khoảng 70 người trong một ngày, trong khi binh lính tiếp tục tìm kiếm dưới đống đổ nát. Oma Benhanna, 72 tuổi, nói Ba cháu của tôi và mẹ chúng đã thiệt mạng, vẫn còn nằm dưới đống đổ nát vừa mới chúng tôi còn đang quây quần. Tại thị trấn Ongen, người dân đang ra đường phối hợp cùng chính quyền để kéo thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Người dân tại làng Mole cũng đang đào bới gạch đá để tìm kiếm người sống sót. Lính cứu hỏa đang dẫn đầu nỗ lực cứu hộ, song không thể tiếp cận một số nhà vì nguy cơ sụp đổ cao. Mohamed 50 tuổi nói: "Nhiều người được chuyển đến bệnh viện trước mặt tôi, chúng tôi vẫn hy vọng vào điều kỳ diệu." Chuyển sang tin tiếp theo, lũ cuốn một phần thành phố ra biển, hơn 2.000 người nghi tử vong ở Libya. Thưa quý vị, theo CNN, các con số kinh hoàng nói trên được đưa ra bởi Thiếu tướng Ahmed Al-Misbari, người phát ngôn của lực lượng quân đội quốc gia Libya LNA trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 9. Thảm họa xảy ra khi cơn bão Daniel chút mưa xối xả xuống khu vực phía đông đất nước, làm vỡ hai con đập ở phía nam thành phố Derna, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Hậu quả là ba cây cầu bị phá hủy, dòng nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư xuống biển, ông Miss Marie nói. Người phát ngôn cũng cho biết đây là sự kiện lũ lụt chưa từng có, ảnh hưởng đến các thành phố khác như là al bayda al Maji, Tobruk, Takinis, al Bajada và Bata, cũng như tất cả các thành phố và làng mạc của vùng Al-Jaban, Al-Adda ở khu vực ven biển phía đông. Người đứng đầu chính phủ được Quốc hội hậu thuẫn ở miền đông Libya, ông Osama Hamad, mô tả tình hình trên hãng thông tấn nhà nước Lana là thảm khốc và chưa từng có ở Libya. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ô tô chìm trong nước, các tòa nhà sụp đổ và lũ cuốn ảo ạt qua các đường phố. Đường dây điện đã bị đứt. Người đứng đầu cơ quan cứu thương và khẩn cấp Libya, ông Osama Ali không xác nhận với CNN về số người chết mà phía LNA đưa ra. Con số mà quân đội Libya đưa ra cao hơn nhiều so với con số 150 đến 250 người thiệt mạng mà tổ chức trang lưỡi liềm đỏ ở Ben ước tính và cung cấp trước đó cho Reuters. Cả thành phố Derna, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, có dân số tổng cộng 100.000 người. Hiện vẫn khó thống kê chính xác số người thương vong do liên lạc bị ngừng trệ và tình hình xung đột kéo dài hàng thập kỷ trong khu vực, theo The Guardian. Các quốc gia vùng vịnh giàu có bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đang viện trợ khẩn cấp cho quốc gia Bắc Phi này, trong khi các quan chức địa phương cho biết họ đang cần thêm cáng thương, thực phẩm và nước uống. Nga lên tiếng về khả năng tái tranh cử của Tổng thống Putin Kênh truyền hình Nga Russia 24 ngày 12 tháng 9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người dân. Ông Peskov nói: "Tổng thống Putin vẫn chưa thông báo về việc tranh cử, nhưng giả sử tổng thống tuyên bố tranh cử thì rõ ràng tại đất nước của chúng ta, ở thời điểm hiện tại, không ai thực sự là có khả năng cạnh tranh với tổng thống." Ông Peskov cho biết, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa bắt đầu ở điện Kremlin. Trước đó, ông Peskov hồi tháng 3 khẳng định bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh, với tình hình diễn biến chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhiều người tỏ ra hoài nghi về việc tổ chức các cuộc bầu cử. Trước tiên là bầu cử địa phương vào tháng 9 năm nay, tiếp đến là bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên chúng tôi nắm được tinh thần là các cuộc bầu cử vẫn diễn ra bình thường. Đó là một phần không thể tách rời trong sự phát triển hệ thống chính trị, xã hội của chúng ta. Ông Putin, 70 tuổi, đang trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2000, ông Putin đứng đầu trong 10 ứng cử viên và trở thành tổng thống thứ hai của Liên bang Nga thời kỳ hậu Xô Viết sau khi ông Boris Yeltsin từ chức. Ông Putin giữ chức vụ tổng thống trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, từ ngày 7 tháng 5 năm 2000 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2008. Năm 2012, ông Putin tiếp tục tranh cử Tổng thống và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 63% số phiếu cử tri. Năm 2018, ông Putin giành 77% phiếu bầu Tổng thống vào kỳ bầu cử thứ ba trong nhiệm kỳ 6 năm sẽ kết thúc vào năm 2024. Năm 2020, sau trưng cầu dân Ý, Nga thông qua sửa đổi hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống, mở đường cho ông Putin có thể nắm quyền đến năm 2036. Năm 2021, Tổng thống Putin đã ký thông qua đạo luật mới, mở đường cho ông có thể nắm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm, nếu ông quyết định tái tranh cử và đắc cử. Bầu cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Theo luật bầu cử, vòng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2024. Đây sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi sửa đổi hiến pháp Nga năm 2020. Và sau đó là cuộc bầu cử đầu tiên mà Tổng thống Putin sẽ đủ điều kiện để tái tranh cử. Nếu không có ứng cử viên nào nhận được hơn một nửa số phiếu bầu, vòng thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 năm 2024. Người đắc cử Tổng thống Nga dự kiến nhậm chức vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau có thể tác động lớn đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tin tiếp theo, ông Trump lên tiếng yêu cầu thay thẩm phán vụ lật kèo bầu cử. Thưa quý vị, Donald Trump nộp kiến nghị yêu cầu thẩm phán Tsukan không chủ trì xét xử vụ án lật kèo bầu cử năm 2020 cho rằng bà không khách quan. Trong kiến nghị nộp toán lên bang Washington ngày 12 tháng 9, các luật sư đại diện cựu tổng thống Donald Trump cho rằng thẩm phán Tanja Tukan có định kiến với ông Trump trước xét xử. Họ dẫn lại các tuyên bố mà nữ thẩm phán đưa ra trước đó khi tuyên án hai bị cáo liên quan vụ bạo loạn đối Capitol để chứng minh cho lập luận này. Trong các vụ án khác, thẩm phán Tanja Tukan đã ám chỉ tổng thống Trump nên bị truy tố và ngồi tù, các luật sư cho biết. Những tuyên bố được đưa ra trước khi quá trình xét xử bắt đầu như vậy khiến bà không đủ tiêu chuẩn làm chủ tọa phiên tòa. Theo các luật sư, những tuyên bố này ảnh hưởng đến quá trình tố tụng dù thẩm phán Chui Can khẳng định sẽ xét xử công bằng. Đời kiến nghị yêu cầu bà Chui Can rút lui hoặc tòa án chỉ định ngẫu nhiên thẩm phán khác thay thế. Bà Chui Can được chỉ định ngẫu nhiên phụ trách xét xử cựu Tổng thống Trump liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử dẫn tới vụ bạo loạn tại khuôn viên Quốc hội Mỹ tháng 1 năm 2021. Thẩm phán Can, người được Tổng thống Barack Obama đề cử năm 2014, sẽ ra phán quyết cuối cùng với kiến nghị của ông Trump. Theo quy định, thẩm phán không nhất thiết phải chờ một bên kiến nghị, họ có thể tự rút lui nếu cảm thấy có xung đột lợi ích từ trong vụ kiện. Bà Can đã cho đội ngũ công tố viên đặc biệt Jack Smith 3 ngày để phản hồi kiến nghị, và thêm 3 ngày sau đó để nhóm của ông Trump nêu ý kiến. Những hạn chót khác do tòa thiết lập vẫn có hiệu lực, bà nói. Đại bồi thẩm đoàn Liên bang Washington ngày 1 tháng 8 công bố cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Trump với các cáo buộc âm mưu lừa gạt nước Mỹ, âm mưu cản trở và cản trở quy trình chính thức, âm mưu tước quyền bầu cử công bằng của cử tri. Ông Trump ngày 3 tháng 8 không nhận tội với tất cả cáo buộc này. Theo công tố viên đặc biệt Smith, người đưa ra cáo trạng trên, vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ được thúc đẩy bởi những lời dối trá của ông Trump nhằm cản trở quá trình công nhận chiến thắng cho ông Joe Biden. Thập phán Chutkan trước đó thông báo phiên tòa giữa ông Trump liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử diễn ra đầu tháng 3 năm 2024, bất chấp các luật sư của cựu tổng thống phản đối muốn rời sang năm 2026.